Cảm ơn anh Hoài ơi. Bây giờ xưa ấy là mọi người đó nó bắn đi đá ra nữa rồi đó, tao nó bây giờ xử sao rồi, còn con xíu mùi thôi, xíu mùi đem lấy đá đó, nó đang cứ chui đầu rồi đó, bây giờ bài gà ra hết luôn, giờ xử nó sao rồi, thôi gà lớn gà nhỏ gì đó, nó ra hết luôn. Đừng khóc kia nó mất à. Hỏi gà ra hết luôn các bạn. Chẳng biết sư cái sao rồi. Rồi lại hỏi tội nó nè. Con chó phá phách. Dám thả gà ta ra hả mày. Em chú ơi. Chị giỡn nữa. Chú. Sẽ thả gà anh ra. Ừ. Ừ. Em biết. Mình thấy không? Mình thấy nó ra hết rồi không? Chứ yeah. Chứ mùi. Chứ mùi, chứ mùi. Mày không ở chung với nó mà mày đi đâu mày đòi ra ra chi? Ừ? Ừ? Thử gam. Không ở với chứ mùi mày ra ra chi? Mày gọi lắm nha, cam nha. Cảm nghe mày quậy lắm nha, giật xuống à, giật mày xuống đi, giật mày xuống đi, rồi mày quậy quá này, ai chịu nào với mày, hử? Hử? Ai vậy mà nào với mày, hử? Cam, hử? Ai chịu nào? Mà cứ phá cho gà ra hoài là sao? Ừ? Thấy con xíu mùi không? Xíu mùi này là đã biết phận của nó rồi, thấy không? Ở trong đó là ở trong đó. Không đi ra. Ngoài mày cứ đi ra mày cho gà ra theo. Ừ? Ừ cam. Thấy không? Thấy xíu mùi không? Đó chim mũi là nó ngao vậy đó, còn mày đứng im mày, mày lại phá lắm, chim mũi là anh em vậy đó, biết từ nay chú là ông cam, cam thử cam mày chạy đâu, chạy đâu. Ừ. Ừ. Bắt cái giật mày hết nha, chưa đi được gà vô tranh đi đi, ai kiếm đường nữa, ai kiếm cánh nữa, tao mở giá rồi. Thấy xíu mùi không? Đang vào xíu mùi. Xíu mùi à? Xíu mùi lì ơi! Xíu mùi lì ơi! Hẹn xíu mùi. Ừ? Nằm ra rồi hẹn. Đó, nằm giỏi sao? Đức mơ đi nhường cam. Cam. Đấy. Dạ cái là đi ngõ khác vô nữa. Cho mày nhiều đường dữ cam. Chị mùi. Ngồi im. Nằm xuống đây. Cam. Trời ơi. Hãy biếu ơi. Đây. Đã. Nằm xuống. Thấy anh xí mùi không? Đáng hoàng không? Ôi, làm gì vậy? Ừ? Giờ xứ là sao đại cam?
Úi úi rồi, làm bê cái ông vô lại nữa nha. Sao tôi đưa cán cái dao lại? Đứa nào? Cái con gạch dài mà còn kéo xuống được. Thua. Là có một cái chỗ kia rồi. Còn kéo được. Cho rớt con gạch xuống rồi đi vậy đó. Còn kia nó làm như vậy? Hử? Hử? Hử chí mùi? Chí mùi? Đỡ dữ vậy. Tối bộ không? Chưa không chịu ăn mà. Nắng quá. Không ăn nào yên. Trưa bó, con cam bó mình quá rồi. Cam vô kia ngu mắt. Vô nhà ngu mắt vậy nào. Không cam. Mày đại ca lắm nha mày. Mày vô trong nhà mày ngu nha mày. Mày ơi rồi đây mày ngu với con xí mùi đây không chịu. Đi vô trong kia ngủ à. Hắn ca xí mùi. Hắn ca làm gì đâu lạ cái. Đấy. Nói tới nó là nó nằm vậy á. Đứng dậy. Đấy. 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 Chị ra coi, nói tới là ngục, nói tới là ngục. Rồi mía lại. Nói tới nó là nó ngủ, nó ra đó là ngục. Bún luôn cái rồi, bún luôn cái rồi. Bún luôn cái rồi. Không bún nó, nó không sợ mà. Hao chi mùi. Chi mùi lây lắm. Bún nó không kêu nè. Bún nó không kêu, bún nó không kêu nè. Chí mùi lê lê nè. Chí mùi lê lê nè, không kêu nè. Thằng đại bún cái nè. Bún cái đó. Kêu. Chí la hoài. Trường trường môi từ la lên. Môi vô tấn đây tao. Cái mỏ nhỏ nhỏ mà. Nhỏ nhỏ mà lì lắm. Lì lắm. Hao xí mùi. Đào lấp hết. Xí mùi lì lắm. Kêu quả thơ nó kêu. Lì lắm. Quấn nó không biết kêu đâu. Quấn nó không kêu đâu. Không kêu đâu. Nhìn gì? Ai cho nhìn? Ngào vậy? Thầy em quay. Dừng lên đấy. Vô. Nhìn mấy con kia hả? Lộn cái là kêu rồi. Ngồi xuống. Đấy, bỏ chân xuống cho tao. Chân lên đấy. Thấy xin mùi không? Nghĩ là không? Hao xin mùi. Im. Bỏ chân lên nhưng xin mùi ra. Đấy. Tao là thấy đứng ngồi im. Bỏ chân lên. Bỏ chân lên. Trốn đâu rồi? Trốn với mẹt đâu rồi? Hả? Hả? Xí mùi. Xí mùi. Ủa yêu ơi. Gạt chân lên. Còn cam ra nữa là chết đi anh ơi. Không. Nghe đi. Thôi là anh đi lù cái mấy con gà kia vô đã. Đấy, gà bây giờ nó ra. Ở ngoài hết rồi đấy. Thôi, bây giờ mình đi lùa mấy gà ra thôi. Các bạn ơi, ra hết rồi.